trong phòng. Em lúc nào cứ phá phách trong lớp hết. Đem ra khỏi lớp. Lớp trưởng đâu? Em chia lớp ra làm 4 nhóm rồi đưa ra sân chơi. Sắp được ra sân chơi rồi. Nè, tất cả chia làm 4 nhóm. Mau lên. Bên này. Ê, bên này. Rồi. Mau lên. Đừng kéo. Bên này. Bên này. Rồi. Ai thua? Đinh Thạch, mày vẽ đẹp thiệt. Wow, Đinh Thạch, lớn lên chắc mày làm họa sĩ nổi tiếng quá. Trong hồ qua đây coi nè, mau. Thằng Đinh Thạch nó vẽ bức tranh thiệt đẹp. Mày vẽ cho tao một tấm, tao để ngoài tiệm má tao bán nha. Mày cầm gì vậy? Cái này hả? Là chốt sắt của cái ghế ngồi. Mỗi cái tao gỡ ra bán được 2 cắc đó. Coi chừng. Trọng Hồ, mày gỡ chốt ghế cô biết được là mày chết chắc. Tao gỡ như vậy đâu có ai biết tao gỡ mà chết. Tao bán lấy tiền mua bắp rang cho tụi bay ăn. Chú ơi, bao nhiêu một gói vậy? 2 gói 1 cắc. Quay số mà hên, trúng luôn 100 gói. Hả? Thôi đừng cờ bạc, mua ăn tốt hơn. Hên xui chứ cờ bạc cái gì. Một cắt trúng 100 gói. Cô nhà, trúng 20 gói nè. Thấy một cái trúng 20 gói chưa? Nè thử thời vận đi. Tụi bay hùng tiền đưa ta đánh. Suy nghĩ kỹ lại, trúng 100 gói làm sao tụi mình ăn cho hết. 1000 gói anh em tụi tao cũng thầu hết. Chú à, tụi tôi quay sổ số. Hay xui rồi. Còn một chút xíu nữa là trúng. Rồi tới phiên ai. Đồng Thức à, tụi tao ém xì bộ cho mày trúng 100 gói luôn nha. Úp mày là Phong. Nè, trúng cái gì mà trúng? Trúng cái lần này nè. Trúng 20 gói mà. Lượt gì nè, trúng ngay cái lần này mới là trúng 1 gói. Chú ăn vàng quá à, lượt nào ghi kỳ vậy? Lượt này là của hội đồng bắp rang chợ Phú Sơn đặt ra. Chỉ có chính phủ mới được quyền ra luật thôi. Lượt của chính phủ là lượt của nước, còn cái này á là lượt của chợ. Đinh Thạch à, cái ông này ăn gian tụi mình tao tức lắm. Tới phiên mày phóng đi. Phải đó, tới phiên mày Đinh Thạch. Phải, Đinh Thạch à, mày phóng thử coi. Được, tao thử. Ơ, chú ăn vàng thấy rồi đó nha. Chú lắc cái chân bàn. Kiển cắn, nên tao mới giật cái chân lên chứ bộ. Làm lại lần nữa đi. Hơi, giờ mấy cái thằng này lộn xộn quá. Nè, cho tụi bay quay thêm lần nữa, một lần thôi nha. Ê, Dương Thành, Đồng Thất, coi chừng cái chân của ổng. Hơi. Ai biểu anh xịt ga vào chân của tôi? Thấy chưa, cái thằng cha già đó ăn gian tụi mình mà. Tao biết, thằng chả đã ăn gian từ lúc đầu rồi. Tao không thèm nói, tao để cho tụi bay chơi. Đợi khi nào tụi bay thua hết rồi tao mới chơi. Có biết tại sao tao biết không? Tại vì hồi nhỏ ba của tao làm nghề này mà. Cho nên tao mới biết mấy cái mánh chơi gian lận. Hèn chi mày phóng một cái là ăn được 100 gói liền. Đương nhiên. Ủa? Đây là sô-cô-la của công chúa nhỏ nè.
Sô-cô-la hả? Ừ. Tao biết nó. Ồ, tao cũng biết đó, tên là Thanh Sử, qua khôi của trường nữ tiểu học Phú Sơn đó. Lớn lên ta sẽ cưới nó. Tao thấy đâu có gì đẹp chứ. Đồng Thư, lên xe đi, chú Chánh trở về. Ba cháu biểu đó. Cháu đi bộ với tụi bạn được rồi. Thằng nhóc, bắt đầu lập băng đảng rồi hả mày? Đồng Thư, cháu nghe chú Đậu nói đây nè, cháu về nhà sớm, má đang bệnh đó. Dạ. Ờ, mình đi. Ai vậy? Chính là đệ tử xã hội đen của bà nó. Wow, ngầu dễ sợ. Không phải xã hội đen. Ồ, vậy là cái gì? Giang hồ. Bà ta là thủ lĩnh giang hồ. Bốn đứa mình lên đền trên biển cả, đúng là tứ hải giai huynh đệ. Hay là mình bắt chước phim trưởng cắt máu ăn thề đi được không? Sinh đồng sinh, tử đồng tử, và tuyệt đối không được phản bội nhau, và nhất là không được giết hại nhau. Vậy tụi bay cắt máu đưa cho tao uống đi. Ba đứa tụi bay lấy vào cắt máu đổ vô cái ly đưa cho tao uống. Mày cắt lấy máu của mày đi. Thôi đừng, tao sợ đau lắm. Điều quan trọng là tao uống máu của tụi bay. Sau đó thì tụi bay uống máu của tụi bay thì cũng là tứ hải giai huynh đệ rồi. Bốn đứa mà. Mày đúng là cái thằng láo cá. Đồng Thức à, má tao nói tao đau tim. Mày xạo. Thôi bây giờ khỏi cắt máu ăn thề, bắt chước Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài thề nguyện là đủ rồi. Được. Còn tụi bay nghĩ sao hả? Tao đồng ý. Tụi mình kết làm anh em ha. Chúng tôi xin thề nguyện cùng trời đất kết làm anh em. Đinh Thạch à, ba con mới vừa qua nhà Đông Thất, má của nó mới chết. Ba. Ồ, đợi ba một chút. Ba lo công việc đã. Vợ của tôi là người Hàn Quốc, nhưng sinh ra và lớn lên ở Nhật Bản, nên muốn làm đám tang theo nghi lễ người Nhật. Anh hãy ráng giúp giùm nha. Dạ. Phải chi tao đừng ham chơi, thì tao đã về kịp lúc má tao chết. Sáng bữa nay trước khi đi học, tao gặp má lực chót, tao đã làm má buồn. Tao hứa sẽ cố gắng học giỏi cho má tao vui. Thà là chết như má của mày, còn hơn là sống như má của tao. Tại sao mày lại nói má của mày như vậy? Bả bỏ tao, bả đi theo trai. Nghe buồn. Bây giờ hoàn cảnh của tụi mình đều mất mẹ, phải thương nhau. Các em đã kết thúc năm học cuối cùng của bậc trung học trường Trung học Phú Sơn Đại Hàn, niên khóa 1981. Bây giờ các em chuẩn bị để thi vào đại học.
Ờ, em nào học dở về văn hóa thì có thể lấy điểm của môn thể thao để bù qua. Ờ, trong thể thao có các môn bóng chày, đá banh, đánh quyền anh, các em hiểu chưa? Lớp này nổi tiếng là có những em chuyên môn trốn học để đánh lộn. Các em này có thể ghi tên đấu quyền anh để lấy điểm thi lên đại học. Nè, Đức Thạch, nhào vô. Bỏ lại tụi nó liền. Đánh đi, nhào vô. Đức Thạch, nhào vô. Đánh nó đi, đánh đi. Hay lắm, nhào vô. Đánh đi. Đánh được nó. Hạ gục nó. Đáng lên. Đáng lên. Lên. Nè, đông thức, nhào vô yểm trào đi. Đáng lên. Đáng lên, đáng lên. Hạ gục nó. Đáng lên. Đáng lên. Cái gì? Lên, lên. Đáng lên. Đập tụi nó. Bỏ lên đi thật. Không. Đứng lại. Cái đồ khốn nạn. Mày có sao không? Chúng ta đã thắng rồi. Đứng lại. Chạy. Đánh nó. Thì bóng chày lên đại học. Cố gắng thắng lên đại học. Trung học Phú Sơn cố gắng thắng lên đại học. Trung học Phú Sơn cố gắng thắng lên đại học. Ủa rồi khỏi học. Tao thấy kiểu này thằng Trọng Hồ rớt chắc. Bây giờ tiếp phiên tao với lại thằng Đinh Thạch. Đinh Thạch thì chắc ăn. Mày đánh quyền anh là số 1 mà. Trong đám tụi mình chắc chắn Dương Thanh lên đại học rồi. Hy ra cái thằng đó học giỏi thì khỏi nói. Kệ nó sớt thì khỏi đi học luôn. Ê. Nè Đinh Thạch à, ăn miếng đi, mau lên. Tao nghĩ là bây giờ tao phải đi tập quyền anh. Mày đánh quyền anh là giỏi nhất Phú Sơn mà. Hy vọng là vậy. Hy vọng